cổ nhân dạy: sống trên đời, đừng kết giao với kẻ treo trên miệng hay nói câu nói này dù chỉ một lần. Chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Lời dạy cổ nhân trên kênh Lắng Động Radio. Quý vị thân mến, khi lựa chọn kết giao với kiểu người nào, bạn phải nhìn rõ tính cách và nhân phẩm của đối phương để tránh kết giao lầm với kẻ tiểu nhân, lòng dạ hiểm độc. Vậy làm thế nào để nhìn rõ bản chất một người? Tất nhiên, những kẻ đạo đức giả sẽ không dễ gì thể hiện bản tính của mình từ những biểu hiện dễ thấy bên ngoài. Những kẻ đó có xu hướng che đậy bản chất thật sự của mình. Chỉ trong những hoàn cảnh đặc biệt mới bộc lộ sự lật lọng và hai mặt của mình. Người xưa dạy rằng, những kẻ đạo đức giả có lòng dạ xấu xa, thể hiện ngay trong lời nói của họ. Vì vậy, hãy quan sát khéo léo để cảnh giác hơn. Nên nhớ, càng đạo đức giả thì càng thích nói những lời sao. Gặp thì chớ thân, nhất định phải tránh xa. Thứ nhất, lời ngon tiếng ngọt. Chuyện kể về một con quạ ăn cắp được một miếng phô mát. Nó ngậm trong miệng và bay lên cây để ăn. Một con cáo chạy qua đã nhìn thấy điều đó. Con cáo vốn thích ăn những món ngon. Tất nhiên nó sẽ không bỏ lỡ miếng phô mát của con quạ. Nó đứng dưới gốc cây và bắt đầu không tiếc lời khen ngợi quạ rằng: có thân hình vạm vỡ, lông thật đẹp. Nếu biết hát thì xứng đáng là vua của các loài chim. Quạ nghe những lời tâng bốc như vậy thấy rất sung sướng, và nó ngay lập tức muốn cất tiếng thể hiện giọng hát của mình. Nhưng vừa mới mở miệng, miếng phô mát đã rơi ra. Con cáo ngay lập tức cướp lấy và bỏ chạy. Đạo lý của câu chuyện ngụ ngôn này rất rõ. Qua lời ngon tiếng ngọt của những kẻ xu nịnh, một người sẽ luôn đạt được mục tiêu của mình. Nhưng thành công đó vốn là những điều phù phiếm và không hề có thật. Thực tế là ai cũng thích nghe những lời nịnh nọt bùi tai. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Nhưng gặp phải người mù quáng tâng bốc mình thì phải cẩn thận. Những lời xu nịnh là chót lưỡi đầu môi, nhưng lời khen ngợi mới đến từ trái tim. Kẻ xu nịnh thích trước mặt làm một đường, trong lòng nghĩ một nẻo, sẽ không trực tiếp chỉ ra lỗi lầm của bạn, thậm chí còn tô hồng khuyết điểm của bạn, khiến bạn bị cuốn theo. Làm bạn với kiểu người như vậy, bạn rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn tự ái mà không biết, để rồi mắc sai lầm hết lần này đến lần khác. Chúng ta thường nói rằng, làm người phải biết mình, biết ta mới trăm trận trăm thắng. Nếu ai đó khen ngợi bạn, hãy chỉ lắng nghe rồi thôi, đừng nghiêm túc cho là thật. Thái độ khiêm tốn sẽ giúp bạn ngày càng hoàn thiện và thành công cũng đạt được dễ dàng hơn. Ngụy quân tử còn đáng sợ hơn một kẻ tiểu nhân thực sự. Trong cuộc đời này, bạn gặp nhiều loại người nào thì bạn sẽ dễ trở thành người như vậy. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Kết giao với một người có nhân phẩm tốt đẹp thì sẽ có lợi cả đời. Kết giao với kẻ xấu thì rất dễ bị lừa gạt, tính toán, thậm chí bị tổn thương. Những người đáng tin cậy, nói lời nào chắc lời đó, thái độ làm người, làm việc rõ ràng, luôn giữ chữ tín, nói một cách chân thành, mọi thứ đều được giải thích, mọi thứ đều được giải quyết, và mọi thứ đều được lặp lại. Trong khi những người đạo đức giả thường nói những lời có suy tính trước, tuy nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng không có mấy phần thật tâm. Vì vậy, bất kể bạn có kết giao với ai, đừng nhìn vào những gì đối phương nói, mà hãy nhìn vào những gì anh ta làm. Lời hứa dù ấn tượng đến đâu, nếu không thực hiện, thì chỉ là những lời nói suông lừa dối. Thứ hai, chối bỏ trách nhiệm. Tôi biết ngay mà. Tôi đã nói rồi mà. Việc xảy ra rồi mới nói những câu như thể bản thân đã lường trước. Đây chính là những câu nói điển hình
của những kẻ đạo đức giả mà bạn nên dè chừng. Cổ nhân có câu, thà mưa đúng lúc còn hơn thả ngựa sau pháo. Tức là làm việc đúng thời điểm bao giờ cũng tốt hơn là để việc xảy ra rồi mới hành động hoặc mới nói. Lúc này sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Khi có người gặp khó khăn mà đưa tay ra giúp đỡ trực tiếp luôn tốt hơn những lời nói an ủi sáo rỗng sau khi việc đã xảy ra rồi. Khi kết giao bạn bè, những người sẵn sàng hành động vì ta mới là những người bạn thực sự. Chuyện kể rằng, có một người đang vội vã đi báo cáo công việc với cấp trên. Không may, khi anh ta đang đi thang máy, thì thang máy xảy ra sự cố. Thang máy bị kẹt ở giữa hai tầng lầu, không thể lên xuống. Mọi người bên ngoài đều rất hoảng loạn. Anh ta đứng bên trong cũng lo lắng dậm chân. Vấn đề này đã được nhắc đến trước các nhà lãnh đạo trong công ty, và một trong số họ đã lên tiếng. Các bạn xem, thấy chưa, thang máy này đã cũ lắm rồi. Tôi biết điều này sẽ xảy ra, chỉ là tôi không muốn nói thôi. Thực tế, chúng ta thường gặp những lời nói như vậy trong cuộc sống. Tôi đã từng nói với anh từ lâu rằng điều này không hiệu quả, bây giờ anh mới nhận ra đúng không? Nhìn là biết sai rồi, sao mà anh ngốc thế, không có tầm nhìn xa chút nào. Các bạn còn trẻ quá, có một chút việc như vậy mà cũng không làm được. Nếu là tôi, đã xong từ lâu rồi. Những kẻ ra cái vẻ thông thái, lên mặt dạy đời người khác khi sự việc đã xảy ra rồi. Còn trước đó thì im thinh thích, không một lời nào. Được cho là những kẻ đạo đức giả, chỉ biết nói lời vô ích khi sự đã rồi để tỏ ra mình tài giỏi. Khi có chuyện gì xảy ra với bạn, những kẻ đạo đức giả sẽ trốn bên lề xem kịch. Và khi thấy bạn vấp ngã, cũng là khi họ đã có đủ sự phấn khích, họ sẽ lại tỏ ra quan tâm bạn một chút. Thực ra chẳng có chút chân tình nào cả, chỉ là những lời nói mát vô thưởng vô phạt, hoặc nói vuốt đuôi mà thôi. Trong cuộc sống, bạn nhất định phải nhận ra loại người đạo đức giả này. Tuyệt đối đừng dây dưa dính dáng gì tới kẻ đó, nếu không có thể sẽ rước họa vào thân. Đặc biệt, những kẻ này giỏi nhất là chối bỏ trách nhiệm. Nếu là việc tốt thì đứng ra tranh công đoạt lợi, tỏ ra mình đã góp phần làm nên thành công. Còn nếu mọi việc đổ bể thì lập tức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người trực tiếp có hành động. Có thể rất nhiều người đã từng ít nhiều gặp phải những đồng nghiệp như vậy. Trong xã hội này không ai ngu ngốc cả. Nhiều người nhìn thấu nhưng không nói gì. Còn những kẻ thích bày trò bịp bợm, sớm muộn gì cũng lộ ra bản chất lật lọng và hớt tay trên của mình. Dần dà bạn bè bên cạnh sẽ rời xa, vì chẳng ai có thể chịu được cái tính khôn lõi đó. Cũng chẳng ai muốn làm việc chung với kẻ như vậy. Giúp người khi gặp nạn luôn tốt hơn thêu hoa trên gấm. Thành thật đối đãi với nhau luôn đáng trân trọng hơn đổ thêm dầu vào lửa. Thứ ba, tìm cách trốn tránh. Những kẻ đạo đức giả luôn rất hời hợt với mọi việc. Đó là những kẻ không đáng kết giao bạn bè, bởi sẽ không bao giờ đối xử chân thành với bạn. Kẻ đó sẽ luôn tìm cách để lợi dụng, chiếm đoạt lợi ích từ bạn dưới cái mác bạn bè. Một ví dụ thường thấy là trong cuộc sống, có rất nhiều người rất hay chia sẻ về một người anh em tốt của mình và hay nghĩ tới đối phương mỗi khi gặp khó khăn. Sau đó, khi người kia có việc cần giúp đỡ, bạn chẳng chút nề hà, bỏ ra cả tiền bạc và công sức, không một lời phàn nàn. Vất vả cả buổi đến khi xong việc, những gì bạn nhận được là một câu nhẹ nhàng từ người kia. Xong việc rồi sao? Hôm nào nhất định sẽ mời anh một bữa ngon. Nhưng cái hôm nào đó luôn là một khoảng thời gian xa xôi, không xác định. Ở đời, những câu hứa hẹn như vậy vẫn thường hay xảy ra. Hẹn hôm nào đó, hôm khác nói chuyện, rảnh thì gặp. Nhưng hôm nào đó là ngày nào, có chắc chắn xảy ra không? Lão Tử có câu, nhân vô tính bất lập.
nghiệp vô tính bất hưng. Nghĩa là làm người mà không giữ chữ tín thì không thể đứng được ở đời. Làm ăn mà không có tín thì không thể phát đạt hưng thịnh. Thành tín không chỉ là một phẩm hạnh của con người mà còn là một kiểu trách nhiệm. Đó không chỉ là đạo nghĩa mà còn là nguyên tắc làm người. Sẩy chân bạn có thể đứng dậy được ngay lập tức, nhưng thất tín, thất hứa có thể sẽ không bao giờ cứu vãn được. Một kẻ đạo đức giả, khẩu Phật tâm xà, nói lời không giữ lấy lời, thái độ không đủ chân thành, bạn coi hắn như bạn bè, hắn lại coi bạn như đồ ngốc. Cổ nhân nói rằng: hữu sự chung vô diệm, vô sự hạ nghên xuân. Ý nói rằng, có việc thì tìm chung vô diệm, không việc thì tìm hạ nghên xuân. Câu nói này ám chỉ hai nữ nhân chung vô diệm và hạ nghên xuân của Tề Tuyên Vương. Một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại không có trí tuệ. Một người vô cùng xấu xí, nhưng tài hoa ngất trời. Vì thế, mỗi khi Tề Tuyên Vương có chuyện rắc rối gì, sẽ đi tìm chung vô diệm nhờ hỗ trợ. Mỗi lúc không có việc gì, sẽ đi tìm hạ nghên xuân để vui đùa thỏa thích. Câu thành ngữ này ý chỉ khi người khác có việc mới tìm đến mình, không cần thì vứt bỏ một nơi không quan tâm. Kết giao với những kẻ như vậy, bạn chẳng những phí chân tình mà còn bị lợi dụng. Vì vậy, người đáng tin cậy để bạn kết giao sẽ luôn cố gắng đối xử chân thành với bạn, đáp lại những gì bạn đã trao, và đảm bảo rằng mỗi lời nói đều phản ánh lòng chân thành từ trái tim. Trái ngược lại, những người thích sử dụng giọng điệu kiêu căng, từ ngữ mơ hồ thường là những kẻ giỏi giả vờ, với nội tâm đầy dối trá và đạo đức giả. Nếu bạn gặp phải những người như vậy, tốt nhất là tránh xa họ ngay từ đầu. Người xưa có câu: nói thì nghe tiếng, chiên trống thì nghe âm. Hãy ghi nhớ ba câu cửa miệng của kẻ đạo đức giả bên trên để có thể nhìn người chuẩn xác, tránh kết giao lầm với tiểu nhân bạn nhé. Quý vị thân mến, tự tin là điều cần thiết đối với mỗi cá nhân. Nhưng nếu tự tin quá mức thì sẽ đi đến cực đoan, từ đó mà sinh ra một loại tâm lý rất không tốt, đó chính là ngạo mạn. Người ngạo mạn sẽ trở nên tự cao tự đại, dần dần cho rằng bản thân rất quan trọng, thậm chí xem thường người khác. Điều này có thể mang đến những hậu quả to lớn, bởi vì tự tin thái quá sẽ sinh ra ngạo mạn, việc tốt cũng biến thành việc xấu. Người xưa có câu: vật cực tất phản. Ý nói một sự việc khi đi đến cực điểm thì sẽ phát sinh biến đổi, thậm chí thu được kết quả trái ngược hoàn toàn. Chuyện tốt cũng có thể trở thành xấu. Do vậy, tự tin tuy là tốt, nhưng kiêu ngạo thái quá thì cũng rất đáng lo ngại. Những bài học về sự ngạo mạn trong văn hóa Đông Tây thường nói về người có tâm ngạo mạn thường ỷ vào những điểm hơn người của bản thân về vật chất hoặc tinh thần mà xếp mình cao hơn người khác. Đôi lúc họ cũng không tự nhận ra. Nhưng nếu cái tâm này lớn mạnh lên thì sẽ rất nguy hiểm. Chuyện kể rằng, vào thời Xuân Thu, có một năm nước Tề bị nạn đói, người chết la liệt. Kiềm Ngao là người giàu có, lúc ấy ông xuất phát thiện tâm, quyết định nấu cơm phân phát cho người nghèo. Ngày qua ngày, người ở các nơi đều đến nhận cơm của Kiềm Ngao, hết lời cảm tạ và khen ngợi đức độ của ông. Lâu dần không khỏi khiến ông dương dương tự đắc, trở nên tự phụ và xem thường người khác. Ngày kia, Kiềm Ngao thấy một người bị đói lâu ngày thất thểu đi trên đường, liền cầm bát cơm cất giọng khinh khi nói: tên kia, lại đây mà ăn. Nào ngờ, người đó trừng mắt nhìn Kiềm Ngao, rồi hiên ngang đáp:
Cũng bởi không muốn nhận cơm của hạng người có giọng điệu như ngươi nên ta mới ra nông nổi này. Nói rồi bỏ đi. Không lâu sau người này chết đói. Khi ấy Kiềm Ngao mới hối hận rằng tuy ông không có ý hại người và một lòng muốn làm chuyện tốt, nhưng chỉ vì sự ngạo mạn đã vô tình động chạm đến lòng tự tôn của người khác, rốt cuộc đã khiến chuyện tốt trở thành chuyện xấu. Không chỉ biến chuyện tốt thành chuyện xấu, ngạo mạn còn là nguyên nhân căn bản khiến người ta thất bại. Có câu rằng, biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Người ngạo mạn thường lấy mình làm trung tâm, đã coi thường người xung quanh, lại coi thường cả kẻ đối địch. Hạng Vũ mất thiên hạ, Quan Vũ mất Kinh Châu, thải đều vì kiêu ngạo không tự biết mình, biết ta mà ra. Ngạo mạn còn có thể sinh ra định kiến. Loại định kiến này rất nguy hiểm, vì nó khiến người ta chỉ tin vào những gì mình có thể trải nghiệm và nhận thức tới. Không thấy thì không tin, cho rằng bản thân đã nắm vững tất cả tri thức trong tay rồi. Thậm chí để bảo vệ cái gọi là quan điểm cá nhân ấy, người ta sẵn sàng bài xích mọi thứ không phù hợp với hiểu biết của họ, dùng tầm mắt hết sức hạn hẹp mà nhìn thế giới, nhưng vẫn tự hào rằng ta đây có trí tuệ vượt trội mọi người. Nào khác chi ếch ngồi đáy giếng. Chúng ta đều biết rằng ma quỷ được nhắc đến trong các tôn giáo phương Tây thực chất đều là những vị thần sa ngã. Mà nguyên nhân khiến họ sa ngã chính là sự ngạo mạn. Lucifer ban đầu là một vị thần hoàn mỹ bên cạnh Thiên Chúa, cũng vì kiêu ngạo, tự đại, chỉ tin vào năng lực của bản thân mình mà không tuân theo lệnh Thiên Chúa. Cuối cùng cầm đầu 1/3 thiên thần nổi dậy làm loạn thiên đường. Khi bị đánh đuổi xuống thế gian, Lucifer ngạo mạn vẫn không biết quay đầu, tiếp tục phá hoại nhân loại, khiến bản thân rơi vào địa ngục và trở thành quỷ Satan. Trong Phật giáo cũng có một câu chuyện tương tự về Đề Bà Đạt Đa, vốn là em họ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đề Bà Đạt Đa đã theo Đức Phật nhiều năm, nhưng tâm ngạo mạn không bỏ được, dẫn đến phạm đủ loại tội ác. Vì ngạo mạn mà ông ta thậm chí xem thường cả Đức Phật, tự ý rời khỏi tăng đoàn, học những tà thuật và ma pháp ở nơi khác, rồi quay về hãm hại Đức Phật, muốn thay thế Ngài lãnh đạo tăng đoàn. Đức Phật giảng về 5 tội đại ác có thể khiến người ta rơi vào địa ngục. Đề Bà Đạt Đa kiêu căng và tàn bạo, không biết sợ là gì, đã phạm đủ cả 5 tội này. Vì lẽ đó, tuy cũng là người từng theo Đức Phật tu hành, mà cuối cùng ông ta không những không đắc thánh quả mà còn rơi vào địa ngục A Tỳ. Có lẽ vì những bài học sâu sắc như vậy mà cả Thiên Chúa giáo và Phật giáo, phương Tây và phương Đông đều xem ngạo mạn như một cội nguồn của các loại tội ác. Thiên Chúa giáo cho rằng 7 cội nguồn tội ác làm nhân loại sa ngã là ngạo mạn, đố kỵ, nóng giận, lười biếng, tham lam, phàm ăn và dâm dục. Còn Kinh Hoa Nghiêm của nhà Phật lại cho rằng 3 chướng ngại lớn nhất của một người tu hành là ngạo mạn, tật đố và tham dục. Cho thấy rằng các tôn giáo chân chính đều xem ngạo mạn là căn nguyên của tội lỗi. Trong Đạo Đức Kinh cũng giảng rằng thượng thiện nhược thủy. Nước có thể làm lợi cho vạn vật mà không cùng vạn vật tranh giành. Người tốt thật sự cũng giống như nước vậy, có thể bao dung tất cả mọi người. Biển cả vì ở nơi thấp nên mới có thể tiếp nhận dòng chảy của trăm sông, trở thành vua của trăm bạch. Người ta chỉ khi khiêm tốn, lấy thiện đối đãi người khác, tự xếp mình phía sau người, không kiêu ngạo tự phụ thì mới khắc chế được bản thân và được mọi người kính trọng. Và cũng chỉ khi không mang theo định kiến cá nhân, người ta mới có thể dùng đôi mắt lý trí mà quan sát thế giới, thấy được bản chất của sự vật, đạt được cảnh giới trí tuệ cao siêu, biết mình, biết ta mà trở nên bất bại. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngắn ngủi này, có rất nhiều việc không thể chờ đợi,
chúng ta phải nhận thức rằng quá khứ đã trôi qua. Dù nó có đầy huy hoàng hay bi thảm, chúng ta không thể quay lại được. Thời gian là tài sản quý giá mà chúng ta đã lãng phí, và nó không còn nhiều nữa. Do đó, hãy tận hưởng mỗi khoảnh khắc hiện tại, trân trọng những cơ hội mới, và không để những lầm lỗi hay hối tiếc về quá khứ làm trì hoãn sự tiến bộ của chúng ta. Hãy sống hết mình và tạo dựng những kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian có sẵn. Bởi lẽ, đời người bao nhiêu việc nhiễu loạn nhân tâm, chỉ buông bỏ mới có thể thông suốt. Những năm tháng còn lại, đừng so đo, đừng chần chừ. Thôi đi hoài niệm, tạm biệt chuyện cũ đã qua, tin rằng tất cả đều là an bài tốt nhất. Học được buông bỏ, tương lai càng thêm nhẹ nhõm, cuộc sống càng thêm sắc màu. Vậy buông bỏ là gì? Buông bỏ chính là, đối với chuyện quá khứ, hãy thôi hoài niệm. Đối với người đã cất bước ra đi, thôi đừng níu kéo. Đối với việc không làm được, thôi đừng tự trách. Đối với thứ không đạt được, thôi đừng lưu luyến. Buông bỏ là tự có trách nhiệm với chính mình, là biết tôn trọng người, là nhìn thấu mọi việc. Buông bỏ không có nghĩa là yếu đuối, mà là thông suốt. Không phải là hồ đồ, mà là đã hiểu ra. Chúng ta tại sao phải sống mệt mỏi như vậy? Bởi vì trong nội tâm chất chứa quá nhiều những thứ vụn vặt không đáng. Có một số việc làm cho chúng ta hối hận, rồi bất lực. Có vài người chúng ta không chịu buông tay, để rồi đường ai nấy đi. Có nhiều thứ chúng ta truy cầu, lại không thể chạm đến. Tấm lòng rộng rãi mới thấy được cầu vồng sau mưa. Quần áo nhẹ nhàng mới đi được nhẹ nhõm. Trong chuyện tình cảm, thế nào cũng có hợp và tan. Trong đường đời, nhất định rồi cũng có đến, có đi. Mưa gió không phải là trắc trở, mà là tôi luyện. Đau thương không phải là thống khổ, mà là vui vẻ. Buông bỏ là tạm biệt những điều không hay, chờ đợi điều tốt đẹp sẽ đến. Buông bỏ là tha thứ. Tha thứ cho sai lầm của người khác, bao dung cho khuyết điểm của người khác. Buông bỏ là nhẹ nhõm, không nghĩ ngợi lung tung, không canh cánh trong lòng. U hoài chỉ làm bạn thêm rối loạn, phẫn nộ, bất an. U hoài làm mất đi sự vui vẻ, chỉ làm cuộc sống thêm buồn rầu. Cho nên, buông bỏ là một lựa chọn vui vẻ và hạnh phúc. Buông bỏ là một loại quên, quên đi phiền não và ưu thương. Buông bỏ là một loại dũng khí, tạm biệt quá khứ đau thương, không dây dưa, không oán giận, cố gắng sống thật tốt những ngày còn lại. Buông bỏ chính là nghe theo sự an bài của ông trời. Cái gì thuộc về mình thì giữ gìn, trân quý. Cái gì không phải của mình thì không tranh giành. Cái gì đến sẽ đến, không né tránh. Nên đi thì cứ để đi, không níu kéo. Thuận theo tự nhiên, chấp nhận tất cả an bài. Nhiều khi chúng ta nhận ra, có một số việc, có một số người mà chúng ta tiến thêm một bước thì không được, lùi lại một bước thì không nỡ. Chỉ muốn nói với bạn là nhất định phải học được cách buông bỏ. Buông bỏ chính là bỏ đi người không đáng, buông đi những việc vô nghĩa. Buông bỏ chính là quên đi những việc không vui, quên đi những người không tốt. Buông bỏ là xem nhẹ tài vật, xem nhẹ tình cảm đã mất. Nhân sinh không có gì là không thể buông xuống được. Buông xuống mới lại có được thêm một lần nữa. Nếu đường đi không thuận lợi, vậy hãy đổi một hướng đi khác. Lúc suy nghĩ quá rắc rối, hãy đổi một góc độ khác. Kết giao nhầm người, vậy hãy đổi một người khác. Không nên vì một sự việc mà mãi dây dứt, hãy cởi nút thắt giải thoát cho tâm mình.
không nên vì một chút tình cảm mà dai dứt mãi không thôi. Hãy cởi trói cho chính mình. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Buông đi dối trá mới nhận lại được chân tình. Quên đi đau thương mới giữ lại được những điều mỹ hảo. Đời người bao nhiêu việc, việc gì cũng có thể nhiễu loạn nhân tâm. Chỉ có buông bỏ mới có thể xem nhẹ. Chỉ có xem nhẹ mới có thể thông suốt. Chỉ có thông suốt mới có thể biết đủ. Chỉ có biết đủ mới có thể hạnh phúc. Học được cách buông bỏ cũng giảm được sự bất mãn. Nếu bạn có thể buông bỏ, vậy cũng sẽ không phàn nàn nữa. Buông bỏ liệu có tốt không? Một người biết buông bỏ, trong tâm sẽ không có áp lực, cảm xúc sẽ không bị tiêu cực, miệng luôn hé môi cười, vượt qua đau thương, tỏa sáng suốt chặng đường còn lại. Làm gì cũng cảm thấy có hứng thú, làm cái gì cũng có sức sống, nói cái gì cũng vui vẻ. Tâm buông bỏ sẽ tĩnh lặng, người buông bỏ sẽ bình yên, không vì việc vặt mà phiền não, bất hòa. Không so đo với tiểu nhân, dùng thời gian đó đi làm những việc có ý nghĩa, yêu thương những người xứng đáng. Sống trên đời hãy cứ đơn giản, tỉa bớt cành lá xung quanh, giữ tâm thoải mái, luôn hướng về phía trước. Học được buông bỏ rồi, với chuyện đã qua, nhẹ nhàng nói câu vĩnh biệt. Học được buông bỏ rồi, đối với người cũ, chân thành nói lời chúc phúc. Học được buông bỏ rồi, sẽ thấy tất cả đều là an bài tốt nhất. Phong cảnh đẹp nhất không phải là trước mắt, mà là trong lòng. Tình cảm ấm áp nhất không phải bề ngoài, mà là ẩn sâu trong tâm hồn. Quý vị thân mến, đôi khi chúng ta có thể cảm thấy ghen tị và ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Nhưng đừng quên rằng, có những người lại đang hâm mộ cuộc sống của chính bạn. Hãy biết rằng, hạnh phúc không nằm ở những nơi xa xôi. Nó có thể đang tồn tại ngay bên cạnh bạn. Hãy tận hưởng những điều tốt đẹp mà cuộc sống đang mang lại. Trân trọng những thành tựu và niềm vui nhỏ bé hàng ngày. Đừng lãng phí thời gian và năng lượng để so sánh và ao ước điều gì đó xa xỉ. Hãy tìm thấy niềm hạnh phúc và trân trọng trong cuộc sống hiện tại của chính mình. Và đừng ghen tị với cuộc sống của người khác. Dường như những kỳ vọng tốt đẹp trong quá khứ đã bị thực tế làm phai mờ, chỉ để lại trong lòng đầy nỗi phiền lo. Kỳ thực, đời người 10 việc thì 8-9 việc không như ý. Khó ai có thể sống cả đời suôn sẻ. Những rắc rối của chúng ta thường đến từ việc không ngừng so sánh và không biết đủ. Nhìn vào hào quang của người khác, chúng ta luôn thấy bản thân mình thật ảm đạm, tăm tối. Chúng ta ngưỡng mộ cuộc sống của người khác thuận buồm xuôi gió, còn bản thân mình thì vô vàn khó khăn. Chúng ta tán thưởng người ngoài, soi mói chính mình và luôn khiến cho bản thân không được hạnh phúc. Con người từng nói, con người sở dĩ bất hạnh là vì họ không biết rằng mình hạnh phúc. Vì vậy, hãy nghĩ thoáng một chút, phiền não sẽ ít đi. Trong tâm biết đủ, hạnh phúc tự nhiên sẽ nhiều hơn. Chuyện kể rằng, một cặp vợ chồng trung niên đã kết hôn được nhiều năm. Họ từ sớm đã mất đi những cảm xúc dạt dào thuở ban đầu bởi vì những thứ vụn vặt của đời thường. Họ đã nhìn qua hàng xóm từ ô cửa sổ nhà mình. Cặp vợ chồng trẻ bên đó lúc nào cũng ân ái, ngọt ngào. Nhìn sự hạnh phúc của hàng xóm, nghĩ lại cuộc sống với đủ thứ lo toan, vụn vặt của mình, người vợ càng thêm tủi hờn. Cho đến một ngày nọ, người vợ gặp được cô gái bên nhà hàng xóm, thì mới biết được chồng của cô mắc bệnh nan y, cho nên họ mới bỏ qua tất cả mọi thứ, hết mực yêu thương nhau trong những ngày ngắn ngủi còn lại. Cô gái nghẹn ngào nói, chồng em bị bệnh nặng. Em thường nhìn thấy anh chị và ba đứa con vui vẻ, hòa thuận, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau vui đùa.
Người vợ nghe xong vô cùng kinh ngạc. Hóa ra những rắc rối mà cô vướng vào bấy lâu nay lại là niềm hạnh phúc mà người khác không thể có được. Người vợ trở về nhà, nhìn thấy ba đứa con khả ái và người chồng đang bận rộn với việc trong nhà. Cuộc sống tuy bình thường nhưng hạnh phúc mỹ mãn. Thật đúng là ở trong hạnh phúc mà không biết đó là hạnh phúc. Cuộc sống là vậy. Chúng ta thường đánh giá thấp ý nghĩa của sự bình thường. Trong tâm cứ hướng về thứ gì đó ở nơi xa xăm, để rồi tự tìm phiền não cho mình. Chúng ta cứ mãi nhìn lên và ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác. Nhưng khi quay đầu lại, thì chợt nhận ra, chúng ta lại đang được người khác ngưỡng mộ. Cuộc đời ai cũng có buồn vui lẫn lộn. Không có ai cả đời đều là hạnh phúc mà không có chút phiền não nào. Mỗi người đều ở một vị trí khác nhau, mưu cầu hạnh phúc cũng khác nhau. Mỗi người đều có những lo lắng và buồn phiền riêng, và mỗi người đều có niềm vui và niềm hạnh phúc riêng. Mạc Ngôn từng nói, con người khi đến với thế giới này sẽ luôn có rất nhiều điều không như ý. Cũng sẽ có rất nhiều điều không công bằng. Sẽ có rất nhiều mất mát. Cũng sẽ có rất nhiều ước ao. Bạn hâm mộ tự do của tôi. Tôi hâm mộ sự ràng buộc của bạn. Bạn ước ao xe của tôi. Tôi thèm muốn căn nhà của bạn. Bạn ngưỡng mộ công việc của tôi. Tôi ghen tị vì bạn luôn có thời gian để nghỉ ngơi. Chúng ta hay nói tùy duyên. Vậy tùy duyên là trạng thái như thế nào? Ít ra chúng ta cũng nên bằng lòng với những gì chúng ta đang có ở hiện tại. Tin rằng đó là những thứ phù hợp nhất với chúng ta. Con người trải qua nhiều chuyện, cuối cùng sẽ học được cách chấp nhận bản thân. Học được cách mỉm cười để đối diện với cuộc sống, giữ nhịp điệu cho riêng mình. Không cần phải hòa vào đám đông. Đó mới là một cuộc đời đáng sống. Thế gian vốn vô sự là do con người tự tìm phiền não. Vậy nên, đã đi qua những năm tháng tươi xanh, phải hiểu được rằng biết đủ thường vui. Đã gặp qua bao người với muôn hình muôn vẻ, phải học được cách trân trọng bản thân. Sau khi ngắm cảnh phồn hoa, phải biết quý trọng những thứ mà mình đang có. Hạnh phúc không cần điều kiện gì cả. Lúc nào nó cũng có đầy đủ ở trong bạn. Chỉ là bạn có muốn chấp nhận nó hay không? Quý vị thân mến, sự bao dung và nhân từ của một người là điều khiến người khác tôn trọng và kính nể, thay vì luôn tính toán và phê phán về quá khứ. Hãy học cách chấp nhận và tha thứ cho những khuyết điểm của người khác và chính bản thân mình. Khi chúng ta có lòng bao dung, mọi khó khăn và thách thức sẽ tự nhiên được giải quyết. Quý vị thân mến, một người trên miệng lúc nào nói ra những lời châm biếm, trêu chọc thì bị người khác ghét bỏ. Bởi mỗi lời bạn nói ra đều có thể làm tổn hại đến người khác. Thứ nhất, lời oán hận và phàn nàn. Thực ra trong cuộc sống này, ai cũng phải trải qua những ưu phiền, khó khăn trong cuộc sống. Những lúc như thế, chúng ta thường muốn chút bầu tâm sự. Nhưng hãy nhớ, nếu như bạn coi việc phàn nàn, oán hận như một thói quen, bạn sẽ bắt đầu phàn nàn mọi lúc, mọi nơi, và bạn chính là người tổn thương lâu dài. Những người luôn phàn nàn thì cuộc sống sớm muộn cũng đánh mất đi động lực trong công việc. Điều này đối với bản thân và những người xung quanh có hại chứ không có lợi. Trong cuộc sống, ai cũng có lúc gặp chuyện không như ý hoặc có người khiến mình tổn thương. Nhưng nếu bạn cứ mãi ôm giữ ngọn lửa oán hận trong lòng và muốn ném nó cho người đã làm hại mình, thì trước khi ngọn lửa ấy chuyển sang người đó, nó đã kịp thiêu đốt chính bản thân bạn. Dù có khó khăn nào đi chăng nữa, thì cũng phải mạnh mẽ lên. Đừng dùng sự tiêu cực để giải quyết, bạn sẽ càng thất bại.
Thứ hai, lời nói châm biếm, trêu chọc. Một người trên miệng lúc nào nói ra những lời châm biếm, trêu chọc thì bị người khác ghét bỏ. Bởi mỗi lời bạn nói đều có thể làm tổn thương đến người khác. Một lời nói dù vô tình cũng có thể làm tổn thương đến người khác. Trong cuộc sống này, bạn nên chú ý hành vi ngôn ngữ của mình. Đừng chỉ vì niềm vui nhất thời mà làm tổn thương đến người khác. Bởi lẽ, họ cũng có tính tự chủ mạnh mẽ, biết gì nên nói, biết gì nên im lặng. Đôi khi chỉ một cái miệng thôi cũng có thể làm hỏng mọi việc. Bạn nên cẩn trọng. Thứ ba, lời lẽ cực đoan. Khi làm một việc gì đó, hãy tự cho bản thân và đối phương một khoảng hòa hoãn. Đừng quá cực đoan, đừng cứng nhắc và thái quá. Bất kể là làm việc gì, cũng phải chú ý đến cảm xúc của người khác. Khi có mâu thuẫn, đừng quá kiên quyết phủ nhận ý kiến của người khác là sai, hoặc cứ khăng khăng ý kiến của mình là đúng tuyệt đối. Hãy biết quản lý cái miệng, đừng nói những chuyện quá cứng nhắc, đừng nói những lời lẽ tiêu cực. Có lúc bạn nói quá nhiều, không trừ lại khoảng không gian để lắng nghe người khác nói. Điều này khiến những người xung quanh bạn sẽ cảm thấy ghét bỏ, xa lánh bạn mà thôi. Hãy biết nhường chỗ cho người khác, lúc đó bạn sẽ được đánh giá cao hơn. Thứ tư, tiết lộ đời tư của người khác. Để không bị vận rủi ghé thăm, bạn nên tiết chế lời ăn tiếng nói trong mọi hoàn cảnh. Một người nếu có tính tọc mạch, hễ nói chuyện là lại đem đời tư bí mật người khác ra soi mói thì rất có thể sẽ có một ngày họ bị liên lụy vì những chuyện không đâu này. Nếu bạn luôn nói những lời tối kỵ như vậy, người đời sẽ thấy rằng bạn là một người sống không có đạo đức và thiếu tôn trọng người khác. Vì thế, họ cũng càng thiếu tôn trọng bạn và không đáng để kết thân. Lộ trình phát triển và thăng tiến của bạn vì thế cũng ngày một mờ mịt vì không có quý nhân bên cạnh. Quý vị thân mến, nhân gian vô thường, thế sự khó lường, vật đổi sao rời. Con người cũng chỉ đang mò mẫm trong cõi nhân sinh. Đời người ngắn chẳng tày gang, vậy thì có những điều gì mà ta không thể lựa chọn trong kiếp người và những thứ gì mà ta tuyệt đối không được sợ. Cổ nhân dạy, người sống khôn ngoan có hai điều không thể lựa chọn, hai thứ tuyệt đối không được sợ sau đây. Thứ nhất, đó là hai điều chúng ta không thể lựa chọn. Một, đó là xuất thân. Có câu nói rằng, con người không thể lựa chọn cha mẹ sinh ra ta. Cũng vì vậy, có người sinh ra đã ngậm vàng, cuộc sống giàu sang không lo nghĩ. Có người sinh ra đã số vất vả, sống cuộc sống long đong. Bởi không ai chọn được cho mình hoàn cảnh xuất thân. Thế nhưng, xuất thân không quan trọng. Quan trọng là bạn vươn lên như thế nào trong cuộc sống. Con người sinh ra ở đâu, sinh ra vào thời khắc nào cũng không thể tự mình lựa chọn. Có người sinh ra trong nhung lụa, được người người tung hô tán tụng. Nhưng cũng có người lại sinh ra trong cảnh bần hàn khốn khó. Dường như hoàn cảnh thuận lợi sẽ giúp con người bay cao, bay xa hơn và có cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhưng cũng có câu nói rằng, thời thế tạo anh hùng. Trong hoàn cảnh loạn lạc, khi vật đổi sao rời, cảnh đời rối ren lại thường xuất hiện những bậc vĩ nhân tế thế cứu đời. Hay như càng những ngày đông rét buốt thì những đóa hoa mai lại càng tươi tắn hơn. Kỳ thực, không ai chọn được xuất thân cho mình. Nhưng xuất thân tốt hay xấu cũng không quan trọng bằng sự tu dưỡng tâm tính và khí phách của bản thân. Hoàn cảnh càng gian khó lại càng là môi trường tốt để tôi luyện nên những bậc vĩ nhân và anh hùng lưu danh sử sách. 2. Đó chính là vận may. Ở đời này, ai cũng mong muốn sẽ gặp nhiều may mắn, nhưng lại chẳng có ai lựa chọn được vận may cho mình.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể lựa chọn cách mình ứng phó như thế nào. Khi gặp vận rủi, xin hãy nhẫn nại hơn một chút. Mỗi khi cánh cửa lớn khép lại, Thượng Đế sẽ ban cho bạn một cánh cửa sổ được mở ra. Ông trời không tuyệt đường của ai bao giờ. Sự việc cũng thường biến chuyển vào thời khắc cuối cùng. Vậy nên, khi gặp vận rủi, xin đừng quá thất vọng. Gặp vận may cũng đừng quá đắc ý. Câu chuyện tái ông thất mã vẫn còn nguyên vẹn giá trị đến tận ngày nay. Phúc họa khôn lường, thật giả đúng sai thì cặp mắt phàm trần khó có thể nhìn thấu suốt. Chi bằng trầm tĩnh và cẩn trọng thì hơn. Xưa có câu rằng, ở hiền gặp lành, thiện ác hữu báo. Muốn gặp may mắn, ắt phải gieo duyên lành. Bởi lẽ, người yêu nên phúc, người ghét nên họa. Dẫu là họa hay là phúc, chỉ cần trong tâm mỗi người trước sau luôn giữ vững một ý niệm. Ý nghĩa của đời người là ở sự phó xuất, là ở việc cho đi, chứ không phải nhận lại, cũng không phải là giành giật, bon chen. Dẫu không có sức mạnh xoay chuyển cả ngọn núi, nhưng chúng ta vẫn có thể di chuyển với góc độ phù hợp với bản thân mình. Cuộc sống có nhiều điều không thể lựa chọn, nhưng chúng ta lại có thể thay đổi tâm thái của mình. Biến buồn thành vui, biến nguy thành an, biến điều nhạt nhẽo thành sự thú vị. Thứ hai, đời người có hai thứ ta tuyệt đối không được sợ. Một, chính là cái chết. Thực tế nói rằng, con người không sợ cái chết thì không thể. Dù chúng ta luôn tự hiểu rằng ai rồi cũng phải chết, tự nhắc nhở mình rằng không có gì phải sợ. Tuy nhiên dù chấp nhận, dù biết không thể tránh, dù bảo rằng mình chẳng sợ cái chết, nhưng rồi ai cũng không thoát khỏi chút rùng mình khi nghĩ đến nó. Dù đã sinh ra làm kiếp con người, thì dẫu là người quyền quý cao sang hay bần cùng túng thiếu, có ai mà không một lần yên giấc ngàn thu. Vũ trụ rộng lớn mênh mang luôn mang theo quy luật thành trụ hoại diệt, là luân chuyển vạn vật trong cõi thế gian. Con người cũng chỉ ở trong vòng quay vĩ đại ấy mà thôi. Sinh lão bệnh tử đã là quy luật tự nhiên, chẳng thể thay đổi, thì chúng ta lo sợ nào có ích chi. Chỉ bằng chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận và thay đổi góc nhìn của mình về cuộc đời. Nếu ai cũng một lần phải rời xa cõi thế gian này, thì thay vì tiếc nuối, hãy trân quý từng phút giây chúng ta được sống. Đừng hoài phí tháng năm vào những trò chơi vô bổ, vào những thú vui tầm thường. Hãy biến mỗi ngày thành một ngày có ý nghĩa và tràn ngập niềm vui. Hãy lưu lại cho thế hệ sau những điều tốt đẹp. Nếu muốn sống mãi trên cuộc đời thì hãy sống mãi trong lòng người. Muốn sống mãi trong lòng người thì cần phó xuất nhiều hơn, nghĩ tới người khác nhiều hơn. Chỉ có như vậy thì vào giây phút cuối cùng khi tử biệt cõi trần, chúng ta mới không thảng thốt, cũng không tiếc nuối. Nếu chết chỉ là cái cớ để trở về với đất mẹ yêu thương, trở về với ngôi nhà chân chính của mình, thì chắc hẳn trong lòng chẳng có sợ hãi, mà chỉ còn là yêu thương và hạnh phúc vô bờ. 2. Đó là nỗi cô đơn. Chúng ta sinh ra đã sợ nỗi cô đơn. Khi còn thơ bé, chúng ta sợ phải ở nhà một mình, lúc nào cũng chỉ muốn xa vào lòng mẹ yêu thương. Lúc ấy, chỉ cần thức giấc, nhìn quanh không thấy bóng người, chúng ta lại òa khóc, mong một vòng tay đưa ra hay nghe thấy giọng nói của mẹ cha. Khi cắp sách đến trường, chúng ta lại vui cùng bạn bè, sợ cảm giác cô đơn, thui thủi một mình. Lớn lên, nỗi cô đơn đã thúc giục chúng ta tìm một nửa yêu thương của mình, cùng nhau vun vén một mái ấm hạnh phúc. Khi những đứa con tung cánh bay xa, chúng ta lại sợ phải một mình đối diện với nỗi cô đơn của tuổi già, chỉ mong có người bầu bạn, con cháu sum vầy. Chúng ta trốn tránh sự cô đơn bằng cách tìm cho mình những mối quan hệ thân mật, nhóm nọ, nhóm kia.
nhưng có khi nào đang vui vầy cùng bè bạn, đứng giữa biển người mênh mang, chúng ta lại thấy lòng cô đơn đến lạ lùng. Như ánh mắt ai đó đang khắc khoải, như trái tim ai đó đang chờ mong chúng ta trở về. Chúng ta không nghe thấy hơi thở của họ, không nghe thấy nụ cười của họ, không nhìn thấy đôi mắt của họ, nhưng chúng ta mơ hồ cảm nhận được họ bằng trái tim mình. Trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống của mỗi người tạo nên những suy nghĩ khác nhau và cảnh giới khác nhau. Mỗi người đều là tác phẩm độc nhất vô nhị của tạo hóa. Nên chăng sự khác biệt của mỗi người cũng là điều quá đỗi bình thường. Nếu mọi người không hiểu chúng ta, không tán đồng với ý kiến của chúng ta, thì cứ cười xòa cho xong chuyện. Những gì cần làm thì cứ bình tâm mà làm cho đến nơi đến chốn. Điều thật kỳ lạ là những người tu luyện trên núi cao, rừng già, xung quanh chẳng có một bóng người, mà họ lại không hề thấy cô đơn. Phải chăng họ đã tìm được sợi dây liên hệ vô hình giữa mình và vũ trụ bao la này, nên mới sống an nhiên, tự tại đến vậy? Phải chăng khi con người tìm được chính đạo, tìm được ý nghĩa chân chính của đời mình, thì sẽ không còn cảm giác cô đơn ấy nữa? Chỉ còn lại trong họ tình yêu cuộc sống và trân quý những phút giây họ đặt chân trên thế gian này. Quý vị thân mến, trong cuộc sống có rất nhiều người tập trung vào công việc, tìm kiếm lợi ích cá nhân và quên đi sự quan tâm giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, vẫn có những người quân tử, những người luôn dốc hết khả năng của mình để tạo thuận lợi cho người khác mà không màng đến lợi ích cá nhân. Họ xem đó là trách nhiệm và xem việc giúp đỡ người khác là mang lại niềm vui và hạnh phúc cho họ, mà còn là cách để tích phúc đức cho sau này. Cho nên, cổ nhân dạy rằng, lấy thiện tâm thuần khiết giúp đỡ người lúc khó khăn, phúc báo sẽ trải dài muôn vạn kiếp. Vào thời nhà Minh, ở tỉnh Thiểm Tây, có một người đàn ông họ Viên. Gia cảnh của ông khá giả, mọi người gọi ông là Viên Công. Sau khi Lý Tự Thành thành lập quân đội, Viên Công mang theo gia đình rời Thiểm Tây đi lánh nạn. Giữa thời điểm hoảng loạn, gia đình ông bị chia cắt, con trai duy nhất của ông bị thất lạc giữa đám đông. Viên Công sau đó quyết định lưu lạc ở Kim Lăng, là tỉnh Nam Kinh ngày nay. Để duy trì hương hỏa cho gia tộc, ông quyết định cưới vợ, sinh con một lần nữa. Ông đã bỏ 30 lượng bạc để mua một người phụ nữ về làm vợ. Người phụ nữ này, khi được gả về nhà Viên Công, cô thường tủi thân, khóc thầm lặng lẽ. Viên Công đã hỏi lý do của sự đau buồn. Người phụ nữ trả lời, chồng thiếp quá nghèo, nợ nần chồng chất. Để giữ mạng cho thiếp, cũng như hy vọng thiếp có cuộc sống tốt đẹp hơn, nên đã bán thiếp đi. Nghĩ đến ân tình vợ chồng sâu nặng, giờ đây thiếp không thể giữ được trọn tình nghĩa, không tránh khỏi tức cảnh sinh tình, bởi vậy mà không tránh khỏi đau khổ trong tâm. Nghe những lời này, Viên Công có sự đồng cảm sâu sắc, không muốn hỏi nhiều thêm vì sợ cô nhớ lại chuyện cũ mà đau buồn. Ngày hôm sau, ông cho người trở về nhà chồng cô. Ngoài việc trả lại cho anh ta tiền bán vợ, Viên Công còn tặng cho gia đình họ 100 lạng bạc để họ buôn bán nhỏ kiếm sống. Hai vợ chồng cảm kích vô cùng, sau đó đã đích thân đến trước cửa nhà Viên Công để tạ ơn lòng nhân đức của ông. Hai vợ chồng này bắt đầu kinh doanh nhỏ, việc buôn bán ngày càng khởi sắc, tốt hơn lên từng ngày. Khi cuộc sống của họ có chút cải thiện, để tỏ lòng báo đáp, họ muốn tìm một người phụ nữ khác để giới thiệu cho Viên Công làm vợ. Một ngày nọ, người chồng đến Dương Châu. Trên đường đi, ông gặp một cậu bé diện mạo khôi ngô tuấn tú. Ông thầm nghĩ, trước khi tìm được người phụ nữ thích hợp để giới thiệu cho Viên Công làm vợ, chỉ bằng mua cậu bé này về hầu hạ Viên Công. Người chồng của người phụ nữ sau đó đã bỏ ra 20 lạng bạc
để mua cậu bé và gửi ngay đến nhà viên công. Nhìn cậu bé giống như đứa con trai của mình, viên công liền hỏi han chi tiết sự tình. Quả thật không sai, cậu bé chính là con trai thất lạc bấy lâu nay của ông. Hai cha con vô cùng xúc động, ôm nhau khóc rồi cười trong hạnh phúc. Quả thực là trong cái rủi có cái may. Viên công toàn tâm toàn ý giúp đỡ người khác khi họ gặp nạn. Cuối cùng có thể tìm lại đứa con trai lưu lạc bấy lâu của mình. Một người luôn nghĩ cho người khác chính là xuất phát từ sự tôn trọng yêu thương con người. Đối với khuyết điểm, thiếu sót của người khác thì thiện ý chỉ ra. Trước khó khăn nguy nan của người khác thì dốc sức tương trợ. Lúc đạt thành tựu thì không kiêu ngạo kể công, mà càng nghĩ nhiều đến ân huệ mà người khác đã dành cho mình. Khổng Tử nói, người quân tử thành tựu cái đẹp cho người khác. Người quân tử có đạo đức cao thượng, bên trong tu thân, bên ngoài khiến người thông tỏ lý sự, dốc hết khả năng tạo thuận lợi cho người, không màng lợi ích cá nhân mà có thể xả thân giúp đời giúp người. Đôi khi chúng ta đứng trước hai sự lựa chọn cuộc sống. Một là thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân. Hai là quên đi lợi ích trước mắt để toàn tâm, toàn ý giúp đỡ người khác. Người quân tử luôn coi trọng đức hạnh. Họ luôn đặt cái tình, cái nghĩa lên hàng đầu. Nên chắc chắn sẽ lựa chọn bỏ qua lợi ích của bản thân và nghĩ cho người khác trước. Dùng trái tim thuần khiết để giúp đỡ và nghĩ cho người khác chính là một loại tu dưỡng, một loại phẩm đức cao quý. Để có thể làm được điều này, cần có một tấm lòng rộng mở và tâm thái làm việc thiện vì người khác. Có câu, làm việc thiện, phúc báo chưa thấy nhưng họa đã rời xa. Luật trời luôn công bằng với những người lương thiện và có đức tin. Vì thế, giúp đỡ người khác chính là bạn đang lựa chọn cho chính bản thân mình một tương lai tốt đẹp. Quý vị thân mến, đời người ngắn ngủi, đừng để những nỗi buồn kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh những nỗi buồn còn có rất nhiều niềm vui và hạnh phúc đang chờ đợi chúng ta. Và chúng ta xứng đáng có được những điều đó. Vì vậy, hãy im lặng để cảm nhận niềm vui trong cuộc sống. Hãy yêu thương và quan tâm đến những người thân yêu xung quanh. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống và đừng để những nỗi buồn biến mất khỏi tâm trí. Sau khi lắng nghe những điều dưới đây thì mọi buồn lo sẽ tan biến. Chuyện nhân sinh chỉ như nước chảy mây trôi. Hãy tĩnh lặng để cảm nhận niềm vui mà bạn xứng đáng có được. Kiếp nhân sinh ngắn ngủi, ta chỉ như một vị khách qua đường giữa chốn trần gian. Năm tháng qua đi, đôi khi chỉ nhanh như một cái chớp mắt. Giật mình thấy tóc đã điểm bạc, để rồi ta tự hỏi mình, hạnh phúc đích thực là gì? Con người sống ở đời không cần thật đẹp, chỉ cần có tình yêu thương. Không cần thật giàu, chỉ cần cảm thấy ấm áp. Một người biết thỏa mãn, biết sống đạm bạc, đó chính là hạnh phúc. Có những việc xảy ra không phải ta không để ý, mà là quá bận tâm sẽ chỉ khiến bản thân mệt mỏi. Đừng chuyện gì cũng vơ vào để rồi lãng phí thời gian suy nghĩ không đâu. Đời người không có chữ nếu, chỉ có hậu quả và kết quả. Khi đã đủ trải nghiệm và trưởng thành, chính là lúc ta dùng nụ cười để đối diện với mọi việc. Đường nếu không thông thì ta sẽ chọn đi đường vòng. Tâm nếu không thoải mái thì ta xem nhẹ nó đi. Tình cảm đến lúc rời bỏ nên để vạn sự tùy duyên. Hãy khắc cốt ghi tâm, có một số việc cố gắng chút sẽ trôi qua. Có một số người rất hung ác thì nên quên đi. Có chút khổ sở chỉ cần cười lên sẽ tiêu tan hết thảy. Có tổn thương, đau đớn qua đi, còn lại chính là sự kiên cường. Rượu không uống thì sẽ không say, người không mệt mỏi sẽ không gục ngã.
Tâm không bị thương sẽ không tan nát. Việc không học sẽ không biết. Chuyện tình cảm vạn người theo không bằng một người thương. Vạn người yêu không bằng một người hiểu. Thật ra không ai có lỗi với ai. Chỉ có ai không hiểu ai. Người cùng với người không có ai dở bỏ ai. Chỉ có thể là ai không biết quý trọng ai. Trong cuộc sống, nếu có một người yêu bạn, thấu hiểu và bao dung bạn, lo lắng cho bạn, thì bạn chính là người hạnh phúc nhất. Rồi đến một ngày, sẽ có một người sẽ đi vào cuộc sống của bạn, làm cho bạn hiểu được vì sao bạn cùng với những người khác đều không có kết quả. Quả thực, đời này không có gì là không thể xảy ra. Thời gian trôi qua, khi ta nhìn lại, ta sẽ phát hiện những thứ mà ta tưởng sẽ không thể buông tay, chỉ như là một lực đẩy giúp ta trưởng thành. Khi biết rằng mình có thể phấn đấu thì đừng bỏ cuộc. Chờ đợi thật khổ sở, nhưng hối hận vì không cố gắng sẽ càng khổ sở hơn. Lúc tâm tình không tốt, nhắm mắt lại tự nói với chính mình, đây chỉ là ảo giác. Khóc cho mình nghe, cười cho người khác nhìn. Đây được gọi là nhân sinh. Cho dù chính mình không vui vẻ, cũng tuyệt đối không đi quấy nhiễu hạnh phúc của người khác. Đây là nguyên tắc. Những chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi. Nhất định hãy để cho nó qua đi. Cho dù đánh mất tất cả, cũng không được đánh mất nụ cười. Cuộc đời không có điểm dừng. Hiện tại luôn là điểm xuất phát. Bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào, không thể bỏ cuộc. Chỉ có thể giữ vững ý chí phấn đấu mới có thể chứng tỏ được sự tồn tại của sinh mệnh. Cho dù cuộc sống khó khăn, cũng nhớ phải tự mình đứng vững, không được dễ dàng dựa vào người khác. Học cách nhẫn nại, đừng phạm sai lầm của người khác, cũng đừng lấy sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình. Có những chuyện hôm nay có thể là việc lớn, nhưng đến ngày mai thôi đã là việc nhỏ. Năm nay là việc lớn, nhưng tới sang năm sẽ trở thành chuyện đã qua. Kiếp này là chuyện lớn, nhưng đến kiếp sau sẽ thành truyền thuyết. Chúng ta cùng lắm cũng chỉ là người có chuyện xưa mà thôi. Cho nên gặp chuyện không vừa ý trong cuộc sống thì hãy nói với chính bản thân mình rằng hôm nay sẽ là quá khứ, ngày mai sẽ là tương lai. Một ngày mới lại bắt đầu, cần buông bỏ hết thảy mọi thứ. Đời người tựa như cây bổ công anh, nhìn thì như tự do, nhưng thân bất do kỷ. Nhân sinh không có nếu, chỉ có hậu quả cùng kết quả. Vận mệnh của mỗi người do chính họ nắm giữ, người khác không thể nắm được. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Càng muốn chiếm lấy thì càng dễ dàng mất đi. Trưởng thành thực sự là khi con người dùng nụ cười để đối diện với mọi việc. Mỗi khi phiền muộn, bạn hãy lắng nghe video này. Nghe xong rồi mỉm cười, coi mọi chuyện nhẹ nhàng qua đi. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời như nước chảy mây trôi. Hạnh phúc không nằm ở việc bạn có trong tay những gì, mà lại nằm ở việc bạn buông bỏ được bao nhiêu. Buông bỏ truy cầu về tiền bạc thì trong nghèo túng bạn vẫn có thể ung dung tự tại. Buông bỏ về truy cầu tình cảm thì dẫu đơn côi lẻ bóng bạn vẫn tận hưởng được hương vị cuộc sống. Buông bỏ truy cầu về danh lợi thì cho dù là một người bình thường không danh tiếng bạn vẫn thấy hạnh phúc yêu đời. Thực ra buông bỏ ở đây không cần bạn phải vứt bỏ bất cứ thứ gì nơi lợi ích và vật chất, mà chỉ cần buông xuống mọi dục vọng trong tâm mình, thì bầu trời vẫn luôn xanh, ngày mai vẫn tươi sáng. Cuối chương trình, xin kính chúc quý khán thính giả có cuộc sống mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và quý vị hãy đăng ký kênh Lắng Đọng Radio để được lắng nghe thêm nhiều lời dạy bổ ích từ cổ nhân nhé. Thời lượng chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.